Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình iGov claim 100 triệu tốc cần có ký hiệu là Westiba. Thì cái đây cũng là một cái trên của chó nữa các bạn. Thì để được claim được con này các bạn cần copy với phần link mô tả dưới video, mở cái địa chỉ với chút của LED mình ra bạn. Thì những con mình claim mà có hình trên chó nó rất là tiềm năng sau này nha các bạn. Con dán vào các bạn. Hiện tại thì những dán nó mới ra nó chưa có phát triển đâu các bạn. Rồi các bạn có thể mua min bay tối thiểu là 0.01 BNB và max là 15 BNB nha các bạn. Rồi đây thì hướng dẫn bằng claim free nha các bạn. Thì bạn bấm vào claim 100 triệu tục cần WCB3 nè. Rồi bạn bấm kết nối các bạn. Các bạn bỏ câu khoảng 2 ba ngàn rồi các bạn sẽ tốn phí ra là 0.0056 BNB khoảng 0.17 đô các bạn bấm cho thịnh các bạn. Rồi các bạn chờ một chút, các bạn claim bỏ dứt đó đi các bạn. Có đôi 3.000 cũng không là vấn đề gì mình chứ tất cả các bạn nữa các bạn. Rồi để sau này các bạn có tương lai hơn. Rồi mình qua trang BCCCAM chết không chắc nữa các bạn. Đã về các bạn. Thì hiện tại những gian nó mới ra nó sẽ cho các bạn claim bri nhiều gì các bạn. Sau này nó sẽ không cho bạn claim đâu các bạn. Kép C3 đam về 100 triệu tục cần WCB3 nè các bạn. Thì hiện tại dán này đã tổng cung nó rất là cao luôn bạn, 3, 6, 9, 12, 15 số 0, 1 số phần là 6. Thì trong web nó đang update nha các bạn. Thì các bạn copy con sắt cái phần link mô tả thứ hai video mình nha các bạn. Các bạn mở dí chút led mình ra nè. Dán vào. Rồi sorry copy lộn rồi các bạn. Để copy lại. Ok, được nè các bạn. C3 nè. Best C3 nè. Mình đã nhận được 100 triệu tục cần ở WCB3 nè. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 100 triệu tục cần WCB3 đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình thấy dán này khá là tiềm năng đó. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.